Bây giờ mình sẽ có phương trình 2x trừ 1 nhân x cộng 4 bằng 0. Bạn hãy bấm dừng video ở đây để xem mình có thể tự tìm được những giá trị của x thỏa mãn phương trình này hay không. Thì đó cũng chính là nghiệm của phương trình này đó. Hãy cùng làm bài này nhé. Trước hết thì bạn sẽ có xu hướng nhân hết tất cả những cái này ra. Cũng có nhiều cái khác mà bạn đã có thể thử để tiếp cận nó, nhưng mà mấu chốt ở đây là bạn cần nhận ra có hai thứ nó được nhân với nhau, kết quả của nó sẽ bằng 0. Thứ đầu tiên được nhân nó là 2x trừ 1. Biểu thức này được nhân với x cộng 4. Và để phương trình bằng 0 thì một hoặc cả hai biểu thức trên phải bằng 0. Mình sẽ nói rõ hơn về khái niệm này. Nếu có hai biến số, ví dụ như là A và B, A nhân với B bằng 0, thì câu hỏi sẽ là bạn có thể nhận được tích của hai số bằng 0 mà không có ít nhất một trong hai số bằng 0 hay không? Câu trả lời là không thể. Nếu A bằng 7 thì cách duy nhất có được 0 đó là khi B bằng 0. Nếu B bằng 5 thì cách duy nhất có được 0 đó là khi A bằng 0. Sau ví dụ này thì bạn có thể thấy là một trong hai, hoặc A hoặc là B hoặc cả hai số trên, vì không nhân không bằng không á, hoặc cả hai số trên đều phải bằng không. Chỉ duy nhất khi bạn có tích số của hai đại lượng bằng không, đó là khi một hoặc cả hai đều phải bằng không. Mình sẽ đóng khung đỏ chỗ này lại để bạn có thể thuộc nó nằm lòng. Hãy đặt câu hỏi tại sao. Hãy thử nghĩ đến hai số bất kỳ, nhân chúng với nhau sao cho kết quả ra là không, và bạn sẽ thấy đó là một trong hai số sẽ phải là bằng không. Áp dụng khái niệm đó ở trên đây thì ban đầu bạn có thể thấy hơi lạ một chút, nhưng bạn hãy coi 2x trừ 1 là A và x cộng 4 là B. Vậy thì hoặc là 2x trừ 1 phải bằng 0, hoặc là x cộng 4 phải bằng 0, hoặc cả hai đều phải bằng 0. Vì vậy mình có thể viết là 2x trừ 1 bằng 0 hoặc x cộng 4. X cộng 4 ở đây. X cộng 4 ở đây. Thì lần lại nhé, 2x trừ 1 bằng 0 hoặc cộng 4 bằng 0. X cộng 4 bằng 0 nhé. Hãy giải mỗi cái này nè. Nếu 2x trừ 1 có thể bằng 0 thì bạn có thể cộng 1 cho cả hai vế. Mà mình có được 2x bằng 1, sau đó chia hai vế cho 2. Nãy giờ mình chỉ đang giải một hàm tuyến tính, mà nếu bạn thấy cái này xa lạ thì mình khuyên các bạn đến coi những video về cách giải hàm tuyến tính trên Khan Academy. Ở đây thì bạn sẽ nhận được x bằng 1 phần 2 là một nghiệm khá là thú vị, bởi vì mình sẽ có hai nghiệm ở đây. Hoặc là ở đây nếu mình muốn tìm x thì bạn có thể trừ 4 ở cả hai vế và sẽ nhận được x bằng âm 4. Khá là ngắn gọn đấy. Trong một phương trình như thế này thì mình có thể có tới hai nghiệm. X có thể bằng 1 phần 2 hoặc x có thể bằng âm 4. Theo mình thì sẽ rất là hay khi để thử một trong hai nghiệm này vào phương trình gốc. Nếu x bằng 1 phần 2 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì nó sẽ là 2 nhân 1 phần 2. 2 nhân 1 phần 2 trừ cho 1. Đó là biểu thức thứ nhất của mình. Tiếp theo thì biểu thức thứ hai sẽ là 1 phần 2 cộng 4. Thì cái này sẽ bằng mấy? Thì cái 2 nhân 1 phần 2 bằng 1. 1 trừ 1 bằng 0. Nên là mình không quan tâm đến còn lại ra cái gì. 0 nhân bất cứ số nào cũng sẽ bằng 0. Vậy nên khi x bằng 1 phần 2, cụm đầu tiên sẽ bằng 0, làm cho mọi thứ, làm cho tích số này cũng sẽ bằng 0. Tương tự nếu x bằng âm 4, thì mình sẽ thấy khá rõ biểu thức này sẽ bằng 0. Mặc dù biểu thức này sẽ không bằng 0 ở đây, nhưng bất cứ thứ gì nhân 0 sẽ bằng 0. Hãy cùng làm một ví dụ đi nhé. Trước hết thì để mình xóa hết cái phần vừa viết ở đây đó nhé. Mình sẽ cần một cái hàm số. Ví dụ như là đề yêu cầu bạn là
fx bằng với x trừ 5 nhân 5x cộng 2. Và người ta nói bạn hãy tìm nghiệm của fx. Thì nghiệm là những giá trị nào của x sẽ làm fx bằng 0? Khi nào thì fx sẽ bằng 0 nào? Những giá trị nào mà fx làm cho fx bằng 0? Thì đó chính là ý của đề bài khi họ hỏi tìm nghiệm của fx. Vậy nếu biết được điều này, khi nào thì fx bằng 0? Thì fx bằng 0 khi biểu thức ở ngay chỗ này bằng 0. Và đề bài quay lại giống như phương trình lúc nãy mới làm, là x trừ 5 nhân 5x cộng 2. Khi nào thì cả cái này sẽ bằng 0 nhỉ? Cái này cũng hệt như những gì mình vừa mới làm hồi nãy. Hãy dừng video lại và thử tự giải bài này nhé. Sẽ có hai trường hợp xảy ra ở đây. Là khi biểu thức đầu bằng 0 hoặc biểu thức thứ hai bằng 0. Trong vài trường hợp thì có thể hai biểu thức sẽ đều bằng 0. Mình có thể nói x trừ 5 bằng 0 hoặc 5x cộng 2 bằng 0. Mình viết sẽ viết chữ hoặc ở đây. Bạn nhớ chữ hoặc nha. Bây giờ thì khi mình tìm x, mình sẽ cộng 5 vào cả hai vế của phương trình. Mình sẽ có x bằng 5, còn ở đây để tìm x thì mình có thể trừ 2 ở cả hai vế. 5x bằng âm 2. Mình có thể chia hai vế cho 5. Thì kết quả nhận được sẽ có x bằng âm 2 phần 5. Và đây chính là hai nghiệm. Mình sẽ thay cái này lại vào trong hàm fx. Nếu mình nhập x bằng 5, mình tìm f5, mình tính f5 của nó thì biểu thức này sẽ bằng 0. Vậy thì tích của 0 và một cái gì đó, mình không quan trọng là cái này bằng 27 hay cái gì đó, 0 nhân 27 thì sẽ bằng 0. Và nếu mình tìm f trừ 2 phần 5 thì mình cũng không quan trọng cái biểu thức đầu như thế nào, biểu thức thứ hai ở đây sẽ bằng 0.